Vâng, Đỗ Sinh xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay chúng ta đến thăm không gian vườn cảnh anh Văn Ninh Bonsai, địa chỉ Hữu Bằng, Thạch Thất, Hà Nội. Vâng, chào anh nhé. Văn Ninh nhé. Vâng, em chào các bác. Tác phẩm đầu tiên trong cuốn video số 1 chúng tôi gửi đến hình ảnh một cây xoài. Vâng, một cây xoài bonsai, một trong những cái dòng cây mà ăn quả bonsai đang được anh em hâm mộ nhất. Cái này thì được uốn tạo bonsai thì rất là kỹ rồi. Các bác về thì nuôi và chờ quả. Cái này rất cao, nó khoảng tầm 1 mét. Tán ngang đến 1 mét. Đường thọ, đường thân này là quái. Đẹp đấy. Tôi đang cái vị trí này là bao nhiêu anh? Tính đến nay chắc khoảng 25. 25. Được mà, cây hay, nhìn độ lắc và cây nó cũng gọi gọn cây rồi. Đeo cho khoảng độ chục quả thôi, không cần nhiều. Xung quanh cây là rất tuyệt vời. Chậu êm rồi, sẵn chơi. Cây này thì giá bao nhiêu anh Ninh ơi? Cây này thì em xin giao lưu giá tại vườn là 10 triệu rưỡi ạ. Giá 10 triệu rưỡi. Cho tôi lấy cái ảnh của cây, dịch vào cây một tí đi. Rồi, chụp này, còn chỗ này viết chữ. Rồi, cảm ơn anh. Đầu vào cây này thôi. Vâng, chúng ta đến tiếp với một cây bông trang. Cây này là trang vàng này. Vâng. À, hay là hồng phấn? Trang vàng ạ. Trang vàng, vâng. Rồi. Cây này vườn cháu vừa chơi một đợt hoa sao? Rồi. Cây này là đồ chơi nhiều năm nên cây nó rất là khỏe. Và cây trang vàng. Cái này thì em xin báo giá là 5 triệu rưỡi nhá. Vâng. À, tất cả cái báo giá của anh Văn Ninh là báo giá tại chỗ, chưa báo ship đúng không anh? Vâng, đúng rồi. Rồi, ok. Giá 5 triệu rưỡi. Và giới thiệu tiếp với các bác một cây xanh. Đây, cây xanh năm điền. Thân đỏ au rồi nhỉ? Vâng. Úi dồi, cây này mà đưa nước vào nó lên màu rực luôn đấy. Bệ đế quá đẹp. Cây này cái thành phẩm rồi và cây đang xanh năm điền kỹ này, bộ răm trên một cái bể đá mới. Vâng. Hai người có thể truy chuyển tốt. Cây này là 55 triệu ạ. Và giá 55 triệu. Vâng, xanh năm điền. Rồi, tiếp tục anh ơi. Tiếp tục đến một cây xanh nữa. Cái này cây xanh quê. Và cây xanh quê. Cái này em xin báo giá là 28 triệu nhé. Rồi, giá 28 triệu. Vâng, làm theo phong tần quốc tế. Nó già đến tận bộ răm rồi đấy. Ừ. Làm như em lại rất nhiều lần. Và tiếp đến một cái cũng tác phẩm xanh. Vâng. Bám đá. Cũng là xanh quê luôn. Cái này thì nó là cái phôi bám thành phẩm. Cũng vâng. Là cắt giật rất là nhiều rồi. Các bác về chỉ vẽ bóng cho cây thôi. Cái đường cắt giật rất là nhiều, rất là chi tiết. Cái này là 7 triệu rưỡi ạ. Rồi. Giá 7 triệu rưỡi. Vâng, đây từ cái đường là đi ra đường thân cắt chuyển nhiều lần lắm. Rồi, ok. Tiếp, cây này là cây, cây hình như là cây dâu da xoan thì phải. Vâng, cây này cây dâu da xoan. Đúng không anh? Đúng rồi. Vâng, dâu da xoan này. Dâu da xoan này giá 5 triệu rưỡi ạ. Và cây dâu da xoan giá 5 triệu rưỡi. Và chúng ta đến với anh Văn Ninh Bonsai qua số điện thoại 0945462828.
Vâng, nói về dòng xanh quê tầm nhỏ, anh Văn Ninh bonsai cũng còn khá nhiều những cái cây bóng như này các bác. Đấy. Bây giờ chúng ta di chuyển đến cây dành dành này. Cây này là trước ông cụ ông nuôi trên một cái khay khay nước mỏng, cây ngâm nước mà, chục năm. Cháu cho sang cái chậu này nó hơi to xíu. Nhưng mà nhìn nó lực cây hơn. Rồi. Cây dành dành này giá bao nhiêu anh? Cây này là 4 triệu 2 ạ. Và giá 4 triệu 2. Và chúng ta di chuyển tiếp một cây si. Si búp hồng. Si búp hồng, quần thụ. Cái này cho... là cái soi từ trên cao xuống rất là nhiều thân này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 nhánh. Cái này là một cốt nha các bác nhé. À, là một cốt đấy, một gốc. Làm rất là nhiều thời gian. Cây này 22 triệu ạ. Rồi. Giá 22 triệu. Vâng, giới thiệu với các bác một cây xanh dáng thác đổ này. Xanh Nam Điền ôm chậu. Cây này 15 triệu ạ. Và giá 15 triệu. Rồi. Tiếp tục cũng một cây xanh dáng thác đổ nữa. Vâng, cái này cũng xanh Nam Điền luôn. Cái này 4 triệu rưỡi ạ. Giá 4 triệu rưỡi. Xanh Nam Điền. Vâng, đây là một cây si. Cây si búp hồng này thì được cái nó già. Si búp hồng rất là già cây nhé. Đây này. Lên địa y tại đây. Vườn cháu mua từ một cái cốt già mà nằm bông răm đến bây giờ cũng mất 2 năm mà. Rất là lâu mới được một cây như này. Cây này 15 triệu ạ. Giá 15 triệu. Và mời các bác thưởng thức một cây xanh. Cây này xanh Nam Điền ạ. Cây này già mà cái bệ 24 giờ cái dáng trực xoắn. Form rất là hợp lý. Và cao nó chỉ có cao 60 ngang 80. Cái này thì em xin báo giá là 19 triệu rưỡi ạ. Và cây xanh là giá 19 triệu rưỡi. Chậu sẵn hoàn hảo chơi rồi. Vâng. Cả cái bộ này là nguyên rồi. Chơi tốt rồi. Và chúng ta cùng nhau thưởng thức một cây xanh lá móng này. Cây xanh lá móng này là 22 triệu ạ. Và giá 22 triệu. Đây, có cái cây quê nhỏ nhỏ. Hàng cắp nách đây. Vâng. Bàn trà này. Cây xanh quê. Nhưng mà anh để yên, đừng lắc. Cái gốc này cũng hay đấy, nhìn các bác này. Cũng côn sụn ra đây này. Bao tiền cái này anh? Cái này 6 triệu rưỡi ạ. Giá 6 triệu rưỡi. Vâng. Và hàng rất là già rồi. Cà phê bonsai. Rồi. Thế còn cái bên này là cái phôi phôi cho đang nuôi thì quay cho các bác ngắm. Thôi quay qua các bác ngắm thôi. Đấy. Tuyệt vời. Bên này. Vâng. Mấy cái đồ nuôi thì để các bác ngắm tham khảo. Rồi cứ quay cho đủ vòng cái thôi. Vâng. Chuyển cây khác. Rồi, và đây là đến cây sung nha các bác. Cây sung đang đeo quả.
Vâng, trên một cái viên đá thấm thủy. Cái này được cái bám đá, được cái già, với cần nhiều quả. Rồi, cái này 5 triệu rưỡi ạ. Cây sung giá 5 triệu rưỡi. Được đấy. Dựa vào vách đá. Vâng, đến đây một cái phôi xanh. Phôi xanh quê này. Vâng. Cái này là vườn cháu đang cũng, làm cắt giật. Cũng liền lạt, cũng đẹp đấy nha. Quê lá nó đẹp lắm ạ, nó đều như kiểu là móng. Không biết phải là móng không? Không, không phải là móng. Vâng. Xanh quê thôi, bởi vì là móng dễ nó nhỏ. Vâng. Cái này 20 triệu. 20 triệu. Và cái cây xanh nhỏ mini này nhé. Nhỏ mini là cây điền hạt. Rồi. Cháu xoay. Cái này già lắm. Cái này 6 triệu rưỡi ạ. Giá 6 triệu rưỡi. Vâng. Còn nhỏ này mà... Rồi. Và giới thiệu với các bạn là một cây tròi mòi này, dáng huyền này. Cây này anh vừa lọc lá xong à? Vâng. Cháu vừa lọc lá để cho nó ra bông mới. Ừ. Vì tròi mòi này nó ra lọc, nó ra cả hoa luôn. Rồi, cây dòng lá dài. Cái này là 10 triệu rưỡi ạ. Giá 10 triệu rưỡi. Vâng. Và... Vâng, di chuyển tiếp đến một cây trà Phúc Kiến. Cây này thì đang bùm xum rồi đây. Vâng, cây này nó mùa này nó tốt quá nên cũng chưa thể kịp. Cứ bảo ra các bác. Tôi vẫn xoay được cái phía dưới này, cây dáng huyền này. Cây này là 3 triệu rưỡi ạ. Giá 3 triệu rưỡi. Vâng, và đây là số điện thoại của anh Văn Ninh Bonsai. 09 4546 2828. Tiếp đến các bác cùng thưởng thức một cây đề trắng. À, lại trồng vào mông của một một cười thế. Rất là ngộ nghĩnh. Ôi giời, bọc kín thì cả này không lấy được ra đấy rồi. Cây này là giá là 3 triệu 8 ạ. Và 3 triệu 800. Ok. Chuyển tiếp đi. Bên cạnh đây là cây xanh Nam Điền đó. Cây xanh Nam Điền. Cây này thành phẩm rất là già. Cây này là 8 triệu. Và giá 8 triệu. Cây này vườn cháu đang làm bông nữa. Đang làm bông cho nó dần dần nó có những cái bộ răm nó kỹ hơn. Rồi, di chuyển nhé. Vâng. Và trước khi kết thúc cuốn video số 1 đến với anh Văn Ninh Bonsai, mời các bác thưởng thức một cây trứng gà. Đây cây ra dáng trực văn nhân. Vâng, cây này nó đang lọc rất là tốt này. Nó làm... Cây rất khỏe luôn. Nó kéo này chắc là Tết này có quả. Đấy, chúng ta thấy không? Thân rất là lắc co, mà kể cả cái tay đưa xuống nhịp vai rất hay. Đấy. Cây này nó cao 1 mét, tán ngang khoảng 1 mét. Cao mặt chậu lên ngọn 1 mét, mà tán ngang cây cũng 1 mét. Vâng. Vuông te. Cây này giá tại vườn là 10 triệu rưỡi nha các bác nhé. Vâng. Giá 10 triệu 500. Vâng. Rồi, Đỗ Sinh cũng xin kết thúc cuốn video tại đây để chúng ta chuyển tiếp cho cuốn sau. Mời các bạn tiếp tục theo dõi.